Và rồi, xin chào tất cả anh em đã đến với kênh hướng dẫn ảo thuật hàng tuần của mình. Mình là Tô MG và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cái tiết mục ảo thuật lại tiếp tục liên quan đến cái nhẫn như này nhá. Rồi, thì cái trò thuật này nó là như thế nào thì bây giờ mình sẽ biểu diễn qua để cho anh em xem được cái hiệu ứng của trò thuật này nó là như thế nào nhá. Rồi, cái nhẫn đang ở bên trên này chỉ cần mình một cái thì nó nhảy xuống bên dưới như thế này. Đó, và đương nhiên là cái nhẫn hoàn toàn bình thường rồi. Và làm sao làm tiếp bỏ thuật này thì anh em hãy cùng theo dõi mình ngay sau đây nhé. Đi nào. Và rồi đây sẽ là đến cái phần hướng dẫn người tiết mục ảo thuật vừa xong. Thì nếu mà anh em nào mà để ý kỹ cái phần mình vừa biểu diễn ý, thì có thể đoán được cái phần nào cái tiết bỏ ảo thuật này làm như thế nào rồi. Vì mình thấy nó rất là đơn giản luôn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em cách làm tiết bỏ ảo thuật này nhá. Và đầu tiên là chúng ta cần phải A few moments later. Có vẻ trò này không đơn giản như mình nghĩ thì phải. Làm như thế nào rồi? Vì mình thấy nó rất là đơn giản luôn. Làm như thế nào rồi? Vì mình thấy nó rất là đơn giản luôn. Rồi ok, chúng ta đi vào từng bước nhá. Bây giờ thì mình sẽ mô phỏng cho anh em là cái cách cái trò này hoạt động như thế nào nhá. Rồi, thì đầu tiên là nếu anh em để ý lúc đầu thì mình sẽ để cái nhẫn ở đây, lúc chúng ta diễn luôn ấy là chúng ta để cái nhẫn ở đây cho khán giả xem nhá. Và chúng ta nói một cái gì đó. Và sau đó chúng ta sẽ rút cái nhẫn này, nó rút cái nhẫn ra trong lúc đang nói chuyện khán giả, chúng ta rút cái nhẫn ra này, để sang ngón tay này nhá. Che hết cái phần nhẫn đi. Để này, rút ra này, trong lúc nói chuyện này, xong rồi ấn vào ngón tay này, giơ tay lên như thế này. Rồi. Và lúc đó thì chúng ta sẽ để hai ngón tay ở giữa này lên trên như thế này, và ngón trỏ và ngón út thì chúng ta sẽ gập nó xuống, cả ngón cái nữa gập xuống như thế này. Đó, các bạn nhìn kỹ nhá, được chưa? Chỉ duy nhất hai ngón này nhận lên trên thôi, và để hơi nghiêng nghiêng như thế này. Rồi, và bây giờ làm sao để cái nhẫn nó chui xuống được bên dưới như thế này? Thì thật sự thì cái nhẫn nó luôn luôn ở đây, nó không thay đổi vị trí gì cả. Chúng ta sẽ tạo ra một cái ảo giác, đó chính là đầu tiên là chúng ta sẽ đẩy ngón trỏ lên này, đẩy ngón trỏ lên đồng thời hạ ngón này xuống đó. Thì sẽ làm khán giả cảm tưởng như kiểu là cái nhẫn nó chui xuống bên dưới lại nhá. Khán giả sẽ đang nghĩ là cái nhẫn đang ở bên trên đúng không? Đẩy ngón trỏ lên này, đồng thời hạ ngón này xuống thì nó sẽ ở bên dưới. Và khi chúng ta làm nhanh sẽ được như thế này. Đó, cảm giác kiểu nó chui xuống đúng không? Nhưng mà thật sự ấy thì cái nhẫn nó luôn luôn ở ngón tay này. Đó. Nhưng mà làm sao để làm tiết mục ảo thuật này nó ảo hơn và nó mượt hơn ấy thì đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết nhá. Đó chính là lúc ban đầu chúng ta diễn thì chúng ta luôn luôn phải để cái nhẫn ở ngón tay trỏ đấy nhá, để khán giả có một cái cảm tưởng nhất định, đó chính là cái nhẫn đang ở ngón tay trỏ. Và khi chúng ta nói chuyện ấy, chúng ta nhanh tay rút ra. Rút thì đơn giản thôi, cầm như thế này che mặt khán giả nhá, rút ra. Và trong lúc nói chuyện chúng ta rút, nếu mà khán giả tập trung vào tay chúng ta thì chúng ta rút thì đương nhiên là khán giả thấy rồi, nhưng mà chúng ta nói chuyện nhìn vào mặt khán giả, chúng ta rút ra để vào ngón tay này. Rồi chúng ta sẽ làm như mình ban nãy, để ngón tay này lên. Và đây có một cái lưu ý, đó chính là chúng ta để, đừng có để như này nhá, nó sẽ lộ cái ngón trỏ ra úp xuống. Chúng ta để như này đối với mặt khán giả thì các bạn nhìn thấy này, thì như kiểu là cái đây sẽ là ngón tay trỏ vậy, vì chúng ta không thấy ngón tay trỏ đâu nữa mà nó bị che mất bởi hai ngón tay này rồi, đúng không? Chúng ta để góc nhìn như này nhá, các bạn căn làm sao góc nhìn nó được như thế này nhá, đừng có như thế này, cũng đừng như thế này, được chưa? Góc nhìn như thế này là quá đẹp rồi. Rồi ok, bước tiếp theo đó chính là chúng ta hạ ngón này xuống, hạ ngón này xuống và đẩy ngón trỏ lên cùng một lúc. Thì nếu anh em nào mới làm cái này nó khá là ngượng tay nhá, rất là ngượng luôn. Hồi mình mới làm khá là ngượng, nhưng mà một vài lần thôi nó sẽ quen. Đó. Để con này xuống này, để con này xuống đồng thời đẩy ngón trỏ lên. Đó, lại nhá, để con này xuống đồng thời đẩy ngón trỏ lên. Và khi làm như thế, đẩy con này xuống, đẩy ngón trỏ lên, và chúng ta sẽ đưa tay về phía trước một tí, đẩy tay về phía trước một tí để cảm tưởng như là cái nhẫn nó dịch chuyển xuống bên dưới. Như này, làm nhanh nhá, tặc. Đó, như là nó dịch chuyển xuống bên dưới, đẩy phía trước một tí, đẩy phía trước một tí. Đó là những cái mẹo và những cái tip để anh em có thể làm được cái trò thuật này nó mượt mà và trơn tru hơn nhá. Rồi thì nếu anh em thấy clip này hay và hữu ích thì nhớ ấn like, share bạn bè và nhớ đăng ký kênh, vì chắc chắn là mình còn ra nhiều clip hướng dẫn ảo thuật hay như thế này nữa nhá. Và nếu anh em nào mà thích một trò thuật nào đó thì cũng có thể bình luận phía bên dưới, thì mình sẽ cố để có thể làm clip hướng dẫn cho anh em. Ok, đi nào, bye.